Đồng Tháp là một tỉnh nằm ở miền Tây Nam Bộ, sở hữu diện tích rộng lớn và đa dạng về cảnh quan cũng như văn hóa. Với hệ thống sông ngòi, đồng cỏ xanh mướt và các khu bảo tồn thiên nhiên, đây thực sự là điểm đến hấp dẫn cho những du khách đam mê văn hóa dân gian và yêu thiên nhiên. Ngoài ra, Đồng Tháp còn nổi danh với những ngôi chùa cổ và làng quê thôn dã, tạo nên bức tranh độc đáo của miền Tây sông nước Việt Nam. Ngay sau đây, hãy cùng Blog Travel Việt khám phá những địa điểm du lịch Đồng Tháp không thể bỏ qua trong video dưới đây nhé! Chùa Phước Kiển. Một điểm du lịch Đồng Tháp đặc sắc và được nhiều người yêu thích nữa là Chùa Phước Kiển, hay còn được biết đến với cái tên Chùa Lá Sen. Mặc dù kiến trúc của chùa không có gì quá nổi bật, nhưng điểm đặc biệt của nó chính là hồ sen với những chiếc lá siêu to khổng lồ. Lá sen tại đây có thể phát triển tới mép cao 5cm và đường kính tối đa 4m. Những chiếc lá độc đáo này giống như những chiếc nón quai thao mà các cô gái hát quan họ truyền thống đeo. Đặc biệt, chúng có khả năng chịu được trọng lượng lên đến 80kg. Để chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của mùa lá sen nở, bạn nên ghé thăm chùa Phước Kiển trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 11 vào mùa nước nổi. Hai, làng hoa Sa Đéc. Làng hoa Sa Đéc là một địa điểm tham quan Đồng Tháp không thể bỏ qua, với diện tích lên đến hơn 500 ha. Đây là một trong những vựa trồng hoa lớn nhất tại miền Nam và cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ban đầu chỉ là một làng trồng hoa kiểng truyền thống, nhưng Sa Đéc hiện đang là ngôi nhà chung của hơn 1.900 hộ dân và hơn 2.000 loài cây, hoa cảnh. Nơi đây được bao bọc bởi hai dòng sông Phú Sa, trồng không chỉ những giống hoa truyền thống mà còn nhiều loại hoa lai giống và nhập khẩu. Đến làng hoa Sa Đéc mùa nào cũng đẹp, nhưng thời điểm lý tưởng nhất là vào dịp gần Tết vì lúc này các loài hoa nơi đây đua nhau khoe sắc phục vụ cho Tết đến. Ba, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê. Cùng với làng hoa Sa Đéc, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê cũng là một điểm du lịch Đồng Tháp nổi tiếng, thu hút sự quan tâm của nhiều du khách. Ngôi nhà này gắn liền với giai thoại trong lịch sử phát triển của vùng đất này. Được xây dựng từ năm 1895 và sau nhiều lần trùng tu, nhà cổ hiện đã trở thành một công trình có sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc phương Tây và phương Đông. Đặc biệt, nơi đây còn là gắn liền với một câu chuyện tình đẹp vượt biên giới giữa ông Huỳnh Thủy Lê và Marguerite Duras, một nữ văn sĩ người Pháp. Cho đến ngày nay, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê vẫn giữ được vẻ đẹp cổ kính từ thế kỷ 20. 4. Làng bột Sa Đéc. Đồng Tháp không chỉ là vựa lúa và vườn hoa miền Tây Nam Bộ mà còn có làng làm bột truyền thống với tuổi đời hàng trăm năm. Nằm bên bờ sông Sa Đéc, làng bột phát triển chủ yếu tại khoảng 5 phường, xã của thành phố này và đồng thời là nguồn cung cấp bột cho các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ. Đặc biệt, nhờ vào nguồn nước ngọt từ sông Tiền và sông Sa Đéc, nên bột sản xuất tại đây có màu trắng tươm, mịn màng và hương vị đặc trưng. Ghé thăm điểm du lịch Đồng Tháp độc đáo này, bạn sẽ có cơ hội khám phá quy trình sản xuất bột truyền thống của người dân địa phương và tham gia trực tiếp vào quá trình làm bột và thưởng thức các món ăn ngon từ bột. Năm, chùa Kiến An Cung. Chùa Kiến An Cung hay còn được biết đến với tên gọi chùa Ông Quách, với niên đại trên 100 năm, nằm ngay tại trung tâm thành phố Sa Đéc, là một điểm du lịch Đồng Tháp được rất nhiều khách du lịch quan tâm. Công trình kiến trúc này là biểu tượng của văn hóa Trung Hoa và đã được công nhận là di tích lịch sử quốc gia từ năm 1990. Chùa được xây dựng bởi một nhóm người Hoa đến từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, họ đã định cư tại Sa Đéc.
Mục đích chính của việc xây dựng chùa là để thờ cúng tổ tiên và truyền đạt những giá trị về đạo đức và tâm hồn cho con cháu. Ngoài ra, chùa còn là nơi mọi người tụ họp, trao đổi thông tin và thảo luận về các vấn đề buôn bán và cuộc sống hàng ngày. 6. Chùa Long Quang. Chùa Long Quang hay Long Quang Cổ Tự nằm bên kênh Rạch Cam thuộc quận Bình Thủy, là một địa điểm du lịch Đồng Tháp nên ghé qua khi về miền Tây sông nước. Chùa đã có hơn 193 năm lịch sử, với điểm nổi bật ở chánh điện là nhóm tượng thập bát La Hán, mỗi tượng cao 80cm. Với kiến trúc độc đáo và bề dày lịch sử, ban đầu chùa chỉ là một am nhỏ. Trải qua nhiều đời trụ trì, chùa đã được xây dựng và tu bổ thành ngôi chùa khang trang như ngày nay. Chùa Long Quang không chỉ là điểm đến lý tưởng cho chúng Phật tử mà còn thu hút những người yêu thích cảnh đẹp u ẩn và thâm sâu. 7. Chùa Cổ Bửu Lâm. Chùa Bửu Lâm là một ngôi chùa cổ có hơn 300 năm lịch sử, được xây dựng vào cuối thế kỷ 17, thuộc hệ phái Bắc Tông. Đây cũng là ngôi chùa đầu tiên ở Nam Bộ và cũng là ngôi chùa đầu tiên có mặt tại vùng Đồng Tháp 10. Mặc dù bị chiến tranh tàn phá và qua nhiều lần trùng tu, nhưng chùa vẫn còn giữ được nét trang nghiêm cổ kính với thiết kế dạng chữ tam gồm 3 dãy nhà ngang nối tiếp nhau như các chùa cổ khác ở Nam Bộ. Hiện chùa còn lưu giữ được nhiều câu đối khoán thủ mang tên chùa, nội dung ca ngợi Phật Pháp cao siêu. Thăm chùa Bửu Lâm là cơ hội để bạn trải nghiệm sự thanh tịnh, giải tỏa mọi lo âu của cuộc sống và khám phá vẻ đẹp văn hóa và truyền thống tại đây. 8. Vườn Quốc gia Tràm Chim. Nếu bạn là người yêu thiên nhiên thì Vườn Quốc gia Tràm Chim là một điểm du lịch Đồng Tháp không thể bỏ qua. Tràm Chim được xem như là một bức tranh thu nhỏ của hệ sinh thái Đồng Tháp 10 và là một trong top 4 khu bảo tồn ngập nước lớn nhất Việt Nam. Tràm Chim là nơi sinh sống của 233 loài chim nước, 130 loài thực vật, 100 loài động vật có xương sống và 40 loài cá. Hệ chim nước Tràm Chim chiếm 25% loài chim có mặt tại Việt Nam, nhiều trong số đó thuộc nhóm quý hiếm. Tháng 8 đến tháng 11 là thời điểm thích hợp để ghé thăm Tràm Chim, lúc này sen nở và cũng là mùa sinh sản. Đồng thời bạn cũng có thể tham gia các hoạt động truyền thống miền Tây như bắt chuột đồng, treo thuyền ba lá, giăng lưới cá và thu hoạch lúa ma. 9. Vườn Trà Là. Nằm trên con đường dẫn tới làng hoa Sa Đéc, vườn Trà Là là nơi sinh trưởng của hơn 200 cây trà là hơn 10 năm tuổi, được mang từ Campuchia về. Khu vườn này nằm trong khuôn viên gọn gàng với diện tích 4.000m2 nên bạn có thể khám phá toàn bộ nơi này chỉ trong nửa ngày. So với các điểm du lịch Đồng Tháp khác, vườn Trà Là mang đến một trải nghiệm mới mẻ, thu hút đông đảo tín đồ xây dịch. Thời điểm tốt nhất để thăm vườn Trà Là Campuchia là cuối tháng 4 hàng năm. Chỉ với 20.000 đồng cho một vé vào cổng, bạn sẽ được tự do thưởng ngoạn và chụp hình với những cây trà là tươi tắn trong không gian này. 10. Vườn Quýt Hồng Lan Anh. Nằm ven dòng sông Hậu với đất đai màu mỡ được phù sa bồi đắp cùng khí hậu thuận lợi, do đó mà những cây quýt hồng lan anh rất sum suê, vỏ mỏng, ít hạt và thơm ngon, đặc biệt hơn hẳn những vùng khác. Từ lâu, Lai Vung đã được người miền Tây phong tặng cho danh hiệu Vương quốc quýt hồng. Điều đó thật không ngoa chút nào vì tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hiện chưa có nơi nào có diện tích trồng quýt hồng lên tới gần 2.000 hectare. Hàng năm, Lai Vung cung cấp hơn 40.000 tấn quýt cho thị trường, đặc biệt là để phục vụ mùa Tết. Đến đây, bạn sẽ có cơ hội thưởng thức quýt và chụp hình thoải mái tại vườn. 11. Lăng mộ cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc. Khu di tích lăng cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc tọa lạc tại xã Cao Lãnh là nơi an nghỉ của cụ thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Địa điểm tham quan Đồng Tháp này được xây dựng để tưởng nhớ và tạo điều kiện cho đồng bào trên khắp cả nước có thể thăm viếng và thắp hương cho cụ Phó Bảng. Được công nhận là di tích cấp quốc gia, khu di tích có kiến trúc độc đáo và đã trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng tại Đồng Tháp. Khu di tích bao gồm lăng mộ và bảng đá khắc hình ảnh ông Nguyễn Sinh Sắc cùng các câu thơ kính mến. Đây cũng là nơi gắn liền với cuộc sống và tâm hồn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mang những giá trị lịch sử và tinh thần quốc gia.
12. Khu di tích Gò Tháp. Khu di tích Gò Tháp nằm trên địa bàn hai xã Mỹ Hòa và Tân Kiều của huyện Tháp 10, cách trung tâm huyện khoảng 11 km về phía Bắc và cách thành phố Cao Lãnh hướng Đông Bắc khoảng 43 km theo đường bộ và đường thủy. Gò Tháp bao gồm nhiều ngọn đồi nhỏ và thấp, nằm trên khu vực đất cát gần với trung tâm của Đồng Tháp 10. Khu vực này có mạng lưới kênh rạch phong phú và hệ thống rừng tràm phát triển mạnh. Đặc biệt, Gò Tháp còn được coi là một trong 34 di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam và được xếp vào danh sách 2 di tích lịch sử và khảo cổ quan trọng nhất cả nước, cùng với khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long ở Hà Nội. Cù Lao Riêng. Cù Lao Riêng nằm giữa sông Tiền thuộc huyện Chợ Mới, An Giang, cũng là một địa điểm du lịch Đồng Tháp hấp dẫn đáng ghé qua. Trên địa bàn Cù Lao Riêng, khách du lịch sẽ có cơ hội khám phá nhiều công trình kiến trúc và di tích lịch sử, văn hóa, tôn giáo độc đáo. Các điểm nổi bật bao gồm nhà thờ giáo xứ Cù Lao Riêng, tu viện dòng nữ tu Providence, phủ thờ Nguyễn Tộc, thành Hoa Tự. Thăm Cù Lao Riêng, du khách cũng sẽ được trải nghiệm cuộc sống trên Cù Lao, một nét đặc sắc của vùng đất miền Tây sông nước. Văn Miếu Cao Lãnh. Văn Thánh Miếu Cao Lãnh là một công trình văn hóa thời Đức Khổng Tử đã tồn tại được gần 150 năm. Địa điểm tham quan Đồng Tháp này được xây dựng với mục đích khuyến khích mọi người học tập, nâng cao trí thức, đào tạo nhân tài cho xã hội, đồng thời khôi phục bảo tồn những tinh túy của nho học đã ảnh hưởng sâu sắc vào nền văn hóa và tâm tưởng con người Việt Nam qua nhiều thế hệ. Bên trong điện thờ chính, trên các cột của miếu có treo nhiều câu liễn, chính giữa là một bàn thờ to rộng. Trên bàn đặt bài vị Đức Khổng Tử ở giữa và Tứ Thánh Tăng Tử, Nhan Hồi, Tử Tư và Mạnh Tử ở hai bên. Ngày nay, Văn Miếu đã trở thành một di tích lịch sử và là điểm đến du lịch hấp dẫn tại Đồng Tháp. 15. Chợ Chiếu Định Yên. Làng Chiếu Định Yên hay còn được biết đến với tên gọi là chợ Chiếu Định Yên, nằm ven sông Hậu thuộc huyện Lấp Vò. Đây là một địa điểm du lịch Đồng Tháp nổi tiếng với nghề dệt chiếu truyền thống lâu đời. Chợ Chiếu Định Yên đã tồn tại và phát triển suốt hơn một thế kỷ. Nét độc đáo của chợ Chiếu Định Yên là thường họp vào lúc nửa khuya cho đến 2-3 giờ sáng, nên người ta còn gọi là chợ ma, chợ âm phủ. Điều độc đáo nữa là chợ không có quầy hay sạp kinh doanh cố định. Khách mua chiếu thường tìm một nơi cố định ngồi chờ, còn người bán thì vác những sản phẩm chiếu trên vai đi tới, đi lui để giao hàng và báo giá. Tất cả các hoạt động bán và mua đều ở trước sân chùa An Phước. 16. Khu du lịch Đồng Sen Tháp 10. Đồng Sen Tháp 10 cũng là một địa điểm du lịch Đồng Tháp không thể bỏ qua, cách trung tâm nội đô 39 km. Vùng quê An Yên này khá rộng, với 11 hecta ao hồ trồng sen hồng, xen lẫn giữa những cánh đồng lúa mênh mông. Dù đến vào thời điểm nào, thời tiết tại Đồng Sen Tháp 10 cũng đều trong lành và mát mẻ. Đến khu du lịch này, bạn sẽ được trải nghiệm cuộc sống dân dã Tây Nam Bộ qua các hoạt động chèo thuyền hái sen, bắt cá hay chụp ảnh bên đồng sen bát ngát. Nếu bạn muốn ngắm hoa sen nở đẹp nhất thì hãy đến đây vào mùa nước nổi, tháng 8 đến tháng 11. Lúc này thời tiết cực mát mẻ và sen nở rộ khắp mọi nơi, phủ hồng toàn bộ ao hồ tại đây. 17. Khu du lịch Xẻo Quýt. Khu du lịch Xẻo Quýt là một điểm du lịch Đồng Tháp độc đáo, cách nội đô Cao Lãnh khoảng 30 km. Đây là một khu tổ hợp các khu di tích lịch sử và là điểm du lịch sinh thái cực nổi tiếng tại miền Tây Nam Bộ. Khám phá Xẻo Quýt, bạn chắc chắn sẽ phải ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên, các chiến khu lịch sử được phục dựng tinh tế và những con rạch dẫn vào rừng nguyên sinh. Với tổng diện tích lên đến hơn 50 ha, Xẻo Quýt còn là nơi bảo tồn 170 loài thực vật và 200 loài động vật hoang dã, nhiều trong số đó nằm trong sách đỏ Việt Nam. Nếu muốn khám phá hết nơi này, blog Trò Việt khuyên bạn nên ở qua đêm để có những trải nghiệm trọn vẹn nhất. 18. Khu du lịch Gáo Rồng. Khu
Khu du lịch sinh thái Gáo Rồng nổi tiếng là vườn cò lớn nhất Đồng Tháp 10. Mỗi khi mùa nước lên, những cánh đồng ở Gáo Rồng lại tràn ngập đàn cò, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên đẹp vô cùng. Khám phá điểm du lịch Đồng Tháp này, bạn sẽ cảm nhận được sự thanh bình và thích thú khi lênh đênh trên xuồng ba lá, đi qua các kênh rạch, chạy xe đạp trong rừng tràm, hay nghỉ mát tại chòi lá của người dân và thưởng thức các món đặc sản miền Tây mùa nước nổi vô cùng đặc sắc. Khu du lịch Phương Nam. Nếu có dịp du lịch Đồng Tháp, bạn nhất định phải ghé thăm khu du lịch Phương Nam. Với trung tâm là đền thờ Nam Phương Linh Từ, nơi này được mệnh danh như cố đô Huế giữa trời Nam. Khu du lịch Phương Nam Đồng Tháp có diện tích 5 ha, sở hữu nhiều hạng mục như đền thờ đạo tộc, bảo tàng đạo tộc, bảo tàng Nam Bộ, dãy Trường Lang. Ngoài ra khi đến đây, bạn còn có dịp tham gia các trò chơi dân gian, thưởng thức ẩm thực, mua quà lưu niệm. Trên đây là danh sách top những địa điểm du lịch Đồng Tháp mà bạn nên trải nghiệm ít nhất một lần trong đời. Không chỉ có hoa sen, thiên nhiên tươi đẹp và ẩm thực đặc trưng miền Tây, Đồng Tháp còn chứa đựng nhiều điều thú vị khác đang đợi bạn khám phá. Hãy tiếp tục theo dõi blog Trò Việt để cập nhật ngay những thông tin mới nhất về những điểm đến hấp dẫn khác trên bản đồ Việt Nam nhé! Các bạn thấy những địa điểm du lịch mà blog Trò Việt vừa giới thiệu như thế nào? Đáng để một lần check-in chứ nhỉ? Nếu bạn có cảm nhận gì, có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ nhé! Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và theo dõi để ủng hộ kênh. Các bạn có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn vào video ở bên trái và phải của màn hình nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.